Mọi thủ tục dừng phà đã được Sở Giao thông Vận tải và Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng hoàn tất ngay sau khi kết thúc chuyến phà cuối. Trước đó, Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng đã chủ động thực hiện kiểm kê tài sản, vật kiến trúc thuộc bến phà Bính ở cả phía quận Hồng Bàng và huyện Thủy Nguyên, phối hợp với các sở ban ngành liên quan lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để kịp thời bàn giao mặt bằng sạch cho dự án. Phà Bính khi còn hoạt động là phương tiện chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân tại các xã Tân Dương, Dương Quan, huyện Thủy Nguyên để sang nội thành Hải Phòng, với trung bình từ 500 đến 600 lượt khách qua phà mỗi ngày. Trước mắt, người dân sẽ di chuyển bằng đường bộ qua cầu Bính để thay thế cho phà Bính trước đây.